Alo, alo. Xin giới thiệu với các bác cặp loa bát Antech 416A 16 ohm xanh ngọc nhé, đẹp long lanh này. Hai vừa cặp vừa về cặp này khoe thôi không bán, cặp này khoe thôi không bán nhé, để lưu giữ, để mình lưu giữ. Này, bát xanh ngọc đẹp long lanh luôn, 416A 16 ohm này, số series trùng nhau này, hai số series 391646 này. Series bên này cũng vậy này. Hai số series cùng trùng nhau này. Đấy, 391646 này. Số màng thì quá đẹp này. Màng 2184 hai bên như nhau nhá. À. Đấy. Bên này cũng vậy. Đào nó chui chỗ nào này? Đấy, bên kia 2184 kìa. Đấy. Quá đẹp luôn, trong cuộc tình luôn. Nên cấu hình A7 mà 16 ohm thì quá chất luôn. Khoe các bác thôi không bán. 416A này, 416A này, 16 ohm này. Đấy. Đây, màng bên này nhá. Màng bên này này. Màng này, màng hai bên như nhau này, đẹp này. Ấy, đẹp chưa? Lõn nà luôn này. Nón không bẹp méo, long lanh tròn trịa này. Đấy, màng miếng đẹp, không tì vết, gân phẳng căng này. Đấy. Viền răng bần bần vàng, cát màu cát vàng này, răng này. Gân này. Quá đẹp luôn. Cặp này mình để mình giữ, mình không bán. Đấy. Bán vào này thì không có giá luôn, quá đẹp luôn, hai bên như nhau nhé. Mình không đặt ở bên kia bắt ốc rồi, bên này bắt ốc vào đây, đai vào đây rồi, cái đai vào đây rồi này, đai ốc vào đây rồi, không bắt được ra, tháo ra này, chưa tháo ra màng này, hai bên đẹp như nhau, cân nhau luôn. Đấy. Giới thiệu các bác, khoe các bác cặp Antech 416A lâu lắm rồi bây giờ mới có cặp này. Đấy, còn phân tần linh tinh các loại này, phân tần L501-501-8A cắt tần 500 8 ohm này, 801 trừ 8A cắt tần 800 này, 8 ohm này, 908 trừ 8A này. Linh tinh xèng cả. Bác nào cần phân tần lắp cho A7 hay đi theo ý thì alo em nhé. À, 801 trừ 8A này. Đấy. Đẹp mới, vàng 7 màu này. 501 trừ 8A này. Đẹp long lanh. Tất cả nguyên zin chưa thay thế linh phụ kiện nhé, hoạt động hoàn hảo luôn, hàng e bay về nhé, giới thiệu bác linh tinh mấy thứ linh tinh nhé. Ok hết nha. Ok xin chào.